mình là đoàn áp zoom hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gỡ các ứng dụng gốc trên rom MIUI thì như đây mình đang áp dụng được trên cả bản mới nhất là MIUI V9 mà không cần phải rút máy thì cái dung gốc global nó sẽ chứa rất nhiều các app như là đua này play music này play movie vân vân mà nó không cho chúng ta cũng không dùng đến bao giờ và nó cũng không cho chúng ta gỡ đi thì đầu tiên các bạn sẽ lên Play Store các bạn download cái phần mềm Quick Shortcut Maker về thì mình đã cài đặt rồi nên mình không cần phải download lại nữa và các bạn open ra thì nếu để tiếng Việt thì các bạn sẽ search là ứng dụng còn để tiếng Anh như mình thì các bạn sẽ search là app như thế này search sau khi xong thì sẽ chúng ta sẽ vào cái setting và vào cái mục đầu tiên này này Đấy, cái manager app collection activity này sau đó chúng ta nhấn try thì nó sẽ hiện ra một cái quản lý app sâu bên trong và bây giờ các bạn tìm những ứng dụng nào các bạn không cần dùng đến mà không nó không cho gỡ các bạn chọn disable đi là được này mình disable ba cái thằng google mình không dùng đến cái disable này thì nó sẽ không chạy ngầm và nó không được cập nhật nữa thạch bách thì mình cũng disable luôn này và một cái thằng Play Movie của Google nữa mình cũng không bao giờ dùng cái thằng này à đây mình disable nó rồi ok bây giờ mình sẽ hôm ra ngoài cho các bạn xem là những cái app đây nó đã bị mất đi đây những cái app đấy bây giờ đã bị mất đi đây còn cái thằng Play Music mình không dùng mình sẽ disable nốt cái thằng Play Music luôn rồi ok vậy những bạn nào mà có thể um, ghét một vài app của MIUI sẵn mà không cần dùng thì cũng thể disable đi, đi, đi được Nhưng mà các app của MIUI thì đa số mình dùng nên mình sẽ không bỏ đi rồi mình xin uh, bên mình là đoàn áp zoom chuyên uh, chạy phần mềm sửa chữa điện các phần mềm các dòng điện thoại nếu bạn nào có các dòng điện thoại Xiaomi um, mà sách tay Trung Quốc mà có nhu cầu cái tiếng việt thì liên hệ bên mình hoặc là muốn phá tài khoản Xiaomi thì liên hệ bên mình xin chào các bạn à, các bạn search đoàn áp zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên nhé xin chào